Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại đến kênh YouTube của mình Honda Học Đức 11. Mình xin tự giới thiệu, mình tên Đặng Hoàng Vinh và nhân viên bán hàng của hết Honda Học Đức 11. Địa chỉ cửa hàng mình là ở số 954 ấp Cầu Sáng, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về chủ đề là dòng xe Alex 2020 nhé các bạn. Thì mình sẽ trước tiên là mình sẽ đi vào phần báo giá, cái thứ hai chương trình khuyến mãi, và cái thứ ba là hỗ trợ cho các bạn mua xe trả góp, và cái thứ tư là mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số màu sơn xe độ nha các bạn. Thì trước tiên thì mình sẽ đi vào phần báo giá cho các bạn trước nha. Thì như các bạn đã biết thì dòng xe Alex 2020 nó có 4 phiên bản các bạn. Thì bản 125 tiêu chuẩn hôm nay giá cập nhật cho các bạn là 42.490.000. Còn bản 125 phiên bản đặc biệt thì giá cập nhật cho các bạn hôm nay là 44 triệu nha các bạn. Còn đối với bản tiêu chuẩn 150 thì giá hôm nay của mình là 56 triệu nha các bạn. Còn bản 150 mà phiên bản đặc biệt màu xanh xám đen thì giá hôm nay cập nhật cho các bạn là 57,5 triệu nha. Thì ngoài ra thì bên công ty của mình hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn chủ yếu là những cái màu độ bên công ty của mình thôi, tại vì những cái màu bình thường của Honda thì tất cả các thiết chỗ khác thì đều có. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn những màu độ chỉ có riêng bên công ty của mình. Thì trước tiên trước các bạn đây là mẫu Alex nha các bạn. Bản là 150 nha các bạn. Trước mắt các bạn là bản 150 mà độ lên là màu ghép son nha các bạn. Ở đó các bạn thấy rất là lạ đúng không? Thì do bản này là bản công ty của mình độ, đặt sơn riêng, độ riêng và sơn đấu tem nha các bạn. Thì không nằm trong những cái bản màu do Honda sản xuất nha các bạn. Bản độ. Do đó thì các bạn sử dụng bản này thì rất là độc quyền nha các bạn. Và đặc biệt là chỉ duy nhất bên công ty của mình mới có bản độ này thôi. Và công ty của mình cũng đã nghiên cứu phối màu rất là đẹp nha các bạn, có thể thao, chạy chung năng động nha các bạn quan sát kỹ từng chi tiết tem thì đã nghiên cứu rất là tỉ mỉ. Thì bản này mình thấy rất là thể thao nha các bạn, rất là thể thao. Màu cam ghép son kết hợp với màu trắng thì xe của chúng ta rất là sáng nha. Thì đối với những bản độ này thì các bạn cộng giá cao hơn so với bản thường là 3,5 triệu nha các bạn. Bản độ này thì các bạn sẽ được chế độ bảo hành màu sơn cho các bạn là 3 năm. Và bản này thì 150 sử dụng phanh ABS nha các bạn. Bản này bản độ được bản tiêu chuẩn lên thì các bạn lấy giá bản tiêu chuẩn cộng thêm 3,5 triệu để sẽ ra giá bản độ nha. Thì nhấn mạnh các bạn là những bản độ này thì chỉ có riêng chỗ hit của mình mới có thôi. Thì các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ chỗ hit của mình hoặc là công ty của mình mới có, chỗ khác không có nha các bạn. Rồi giới thiệu cho các bạn luôn một màu mới luôn, màu xanh đen nha các bạn. Màu xanh đen, màu này thì cũng rất là độc đáo các bạn, rất là lạ. Màu xanh đen thì bản này thì bản 125, độ 125 thì tất cả các bản màu độ mình đều có bản 150 và 125 hết. Do không gian của mình hẹp cho nên mình quay cho các bạn một số màu mới nhất hiện tại thôi. Thì các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ liên hệ mình thì mình sẽ quay cho các bạn xem tham khảo luôn nha. Rồi đây mình giới thiệu cho các bạn một màu độ này cũng khá là sở nha các bạn, khá là sáng, đó là màu bạc vàng đen nha các bạn, bạc vàng đen. Bản này bản độ 150, công ty của mình mới vừa độ phối màu xong luôn nha các bạn. Bạn nhìn rất là thể thao, trẻ trung, năng động nha. Và cửa hàng của mình là Honda Hồng Đức 11, thì mình tên Vinh, số điện thoại 0907 759 795 nha các bạn. Và hiện tại giờ các bạn mua xe bên công ty của mình sẽ được tặng thêm, kèm thêm một cái gói quà tặng là trị giá 1 triệu đồng nữa nha các bạn, bao gồm nón bảo hiểm, thẻ VIP, bóp gắn chìa khóa, phiếu đổ xăng miễn phí cho các bạn là 2 lít, phiếu thay nhớt giảm giá 50% là 6 lần, và được tặng áo mưa nữa nha các bạn. Ngoài ra thì xe các bạn sẽ được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km về động cơ máy và khung sườn. Ngoài ra các bạn sử dụng những bản độ này thì mình có chế độ bảo hành luôn màu sơn là 3 năm. Thì hiện tại giờ bên công ty của mình thì có hai hình thức của các bạn mua xe luôn nha, các bạn mua tiền mặt hoặc là mua trả góp, công ty thì hỗ trợ hết. Thì ở đây thì mình sẽ tính cho các bạn xem tham khảo một bản tính của dòng Alex 125 và 150 khi các bạn mua xe trả góp. Thì đây là mình cho các bạn xem tham khảo trước nha. Đây là mẫu Alex 125 nha các bạn. Thì giá giống như mình báo cho các bạn nãy là 42.490.000. Thì các bạn trả trước cho mình khoảng 50% nha, thì cho cái lãi suất của mình cho nó rẻ. Thì các bạn còn nợ lại là 21.490.000, khoản vay của các bạn lại là khoảng 21 triệu nha các bạn. Thì nó có 4 mức góp cho các bạn, mỗi tháng thì ví dụ như 15 tháng thì mỗi tháng là 1.795.000, 18 tháng là 1.565.000,
20 tháng là 1.451.000 và mốc dài nhất của mình là 24 tháng là 1.282.000 nha các bạn. Rồi ngoài ra thì đây mình có tính cho các bạn xem bảng 150 luôn. Thì bảng 150 của mình đây thì giá giống như mình báo là cho các bạn bảng tiêu chuẩn là 56 triệu đó. Thì mình trả trước khoảng 28 triệu, mình quay lại khoảng là 28 triệu luôn. Thì trả khoảng 50%. Thì mình sẽ có 4 mốc góp cho các bạn nha. 15 tháng, mỗi tháng là 2.392.000, 18 tháng là 2.086.000, 20 tháng là 1.934.000 và 24 tháng là 1.710.000 nha các bạn. Là chương trình trợ góp. Thì các bạn chỉ cần giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu là mình sẽ hỗ trợ cho các bạn mua xe trợ góp được rồi nha các bạn. Sẽ làm hồ sơ cho các bạn nha. Hiện tại giờ bên công ty tính lãi suất cũng rất là rẻ cho các bạn đó. Các bạn có nhu cầu cứ liên hệ, nhanh chóng liên hệ với mình. Số điện thoại mình 0907 759 795. Hay trước mắt các bạn đây mình giới thiệu cho các bạn là phiên bản màu đỏ đen luôn nha các bạn. Lách 150 màu đỏ đen, sử dụng phanh ABS luôn nha các bạn. Phanh ABS này là một số bạn chưa biết đó là phanh như thế nào. Thì phanh ABS đây là hệ thống phanh chống bó cứng bánh cho mình. Khi trong trường hợp mình bóp phanh độc ngọt khi trên đường trơn trượt hoặc là những đoạn đường cua, thì hệ thống phanh ABS này nó sẽ chống bó cứng bánh cho mình, giúp cho mình an toàn hơn khi lưu thông trên đường nha các bạn. Đây là màu đỏ đen, rất là đẹp nha các bạn. Thì đặc biệt đó, những màu sơn độ này thì bên công ty của mình là phối hợp là đấu tem hết luôn nha các bạn. Sơn đấu tem luôn, do đó sử dụng là hoàn toàn là tem sơn luôn các bạn. Sử dụng về các bạn sử dụng chắc đậy rửa hoặc là bạn rửa xe thường xuyên cũng không sợ nó bị mất màu bộ tem của mình. Thì bộ tem của mình là nằm trong lớp nước sơn hết luôn. Và đặc biệt thì đối với những dòng xe độ này thì công ty sẽ hỗ trợ cho các bạn đăng ký màu cà vẹt đúng màu sơn xe của mình luôn nha các bạn. Do đó các bạn đừng có ngần ngại mà sử dụng những mẫu xe này, công ty cũng sẽ hỗ trợ cho các bạn đăng ký đúng màu. Và đặc biệt thì hiện tại giờ công ty mình cũng có dịch vụ cho các bạn là giao xe cho các bạn tại nhà luôn nếu các bạn có nhu cầu sử dụng xe nha các bạn. Thì công ty sẽ hỗ trợ giao xe cho các bạn trong bán kính là 100 km nha các bạn. Thì cửa hàng của mình là ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thì mình sẽ hỗ trợ giao xe cho các bạn tặng nhà là trong bán kính 100 km. Các bạn có nhu cầu cứ điện cho mình, mình sẽ chốt giao dịch, mình sẽ giao xe tặng nhà cho các bạn. Và giới thiệu cho các bạn màu cuối cùng trong video hôm nay là màu đỏ nhám nha. Màu đỏ nhám đen nha các bạn. Màu này là một xu hướng mới của hiện đại đó các bạn. Màu này rất là trẻ trung, năng động nha các bạn. Rất là đẹp. Màu đỏ nhung nhám nha các bạn. Rồi thì clip video của mình đến đây thì cũng xin được kết thúc. Thì các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh của mình để được cập nhật chương trình khuyến mãi giá xe cũng như những màu xe mới cũng như những chương trình trả góp ưu đãi nhất bên công ty. Mình sẽ thường xuyên quay clip để cho các bạn có theo dõi kịp thời. Thì các bạn hãy like và đăng ký kênh của mình. Mình kênh của mình là Honda Hồng Đức 11. Mình tên là Vinh, số điện thoại 0907 759 795. Mến chào các bạn, hẹn các bạn trong những video lần sau.